Xin chào anh chị, cô chú, em là nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Hôm nay em về ấp Long Bình B, xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị xem một thửa đất vườn có tổng diện tích là 1.000 m². Trên thửa đất thuộc cây lâu năm, chưa có thổ cư. Trước tiên em xin giới thiệu về con đường đi. Anh chị ghé trái là liên thông ga chạy gắn Đồng Tâm, đường tỉnh lộ 864 khoảng là 3 km. Con đường này thì nhựa khoảng 5 m. Anh chị di chuyển là đường xe ô tô 4 chỗ, 7 chỗ là thoải mái luôn nha. Ở đây thì có điện nước, wifi có đầy đủ. Nhà cửa thì ở rất là đông, rất là thích hợp để cho anh chị mua để cất nhà và anh chị lập vườn trồng cây ăn trái. Hướng bên đây thì anh chị liên thông ga đường Cập Kinh Sáng, huyện Tấn Thành khoảng 1 km. Anh chị ghẹ phải là di chuyển vào cầu Long Hưng, ủy ban xã Long Hưng khoảng 3 km. Từ vị trí đường huyện lộ 34, anh chị di chuyển tới vị trí thửa đất vườn khoảng 100 m nha anh chị. Con đường này thì rộng khoảng 2 m. Anh chị di chuyển là đường xe máy và xe ba gác thôi. Ô tô thì anh chị di chuyển vào chưa có được ha. Em mời cô chú và anh chị di chuyển vào bên trong để anh chị mình xem và tham quan thửa đất vườn này ha. Khu vực này thì cũng có đầy đủ tiện ích như là chợ nè anh chị, trường học, ủy ban thì anh chị cách khoảng 3 km đổ lại thôi ha. Rồi, em đã di chuyển tới vị trí thửa đất vườn của mình rồi nha anh chị. Con đường này thì cũng liên thông vào trong khoảng 500 m nữa là đường cùng nha anh chị. Ở khu vực này thì điện nước, wifi thì có đầy đủ hết. Anh chị mình có mua thì cũng yên tâm ha. Và con đường này thì cũng có dự án là mở lên bê tông khoảng 3 m nha anh chị. Ở cách đường ô tô thì khoảng 100 m đổ lại thôi. Diện tích mà hôm nay em giới thiệu anh chị ngang là 34 m, sâu vào bên trong là 30 m nha anh chị. Trên thửa đất thì thuộc cây lâu năm, chưa có thổ cư. Anh chị có nhu cầu để lên thổ cư, bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ để cho anh chị và cô chú để anh chị lên thổ cư. Diện tích mình tính từ ngay chỗ vị trí cây cột điện này nha anh chị. Đó, mình đo thẳng qua bên đây là 34 m nha anh chị. Đó, bề sâu thì chỉ 30 m thôi. Trên đất thì gia chủ đang trồng rất là nhiều loại cây ăn trái như là bưởi nè anh chị, mít, cà na và một số là dừa. Đất thì cũng cao ráo và bằng phẳng nha anh chị. Đất thì không màu mỡ, xung quanh thì cũng không có. Trên đất thì chủ yếu là gia chủ trồng mít và cà na, dừa rất là nhiều nha anh chị. Và trên đất thì gia chủ có gắn hệ thống bét quay có tự động luôn. Vậy thì anh chị vào điện và anh chị mình bật cầu dao lên là hệ thống tưới sẽ tự động quay. Ở đây thì nước ngọt quanh năm nha anh chị, không có bị nhiễm phèn hoặc là bị nhiễm mặn. Về thì anh chị có thể trồng tất cả loại cây ăn trái như là bưởi nè anh chị, sầu riêng và các loại cây ăn trái khác anh chị đều trồng được luôn ha. Để em di chuyển qua bên đây em chỉ ganh cho anh chị nắm nha. Con đường này thì rộng khoảng 2 m thôi anh chị. Mình chỉ di chuyển là đường xe máy
và xe ba gác thôi nha anh chị. Ô tô thì anh chị mình cách khoảng 100m đổ lại thôi. Đó, mình tới ngay chỗ vị trí khu vực này nha anh chị. Đó là tới hết ranh giới của mình. Đó, diện tích của mình là 34m nha anh chị. Đó, mặt tiền rất là rộng, rất là phù hợp để cho anh chị mua về để anh chị mình cất nhà ở nè. Và anh chị mình lập vườn trồng cây ăn trái. Trên đất thì gia chủ đang trồng dừa cũng khoảng 10 năm tuổi nha anh chị. Cũng đang trong quá trình cho trái và có thu hoạch. Vậy thì anh chị chăm sóc và anh chị mình bón phân thì hàng tháng anh chị cũng có thu nhập nha. Ở đây thì thửa đất đang quay về hướng Tây Nam nha anh chị. Hiện gia chủ đang kêu bán với giá là 1.200.000.000. Nếu anh chị thấy phù hợp thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang, bên em sẽ có nhân viên để dẫn cho anh chị mình xem và gặp ngay chính chủ để anh chị trao đổi và thương lượng ha. Từ trung tâm thành phố Mỹ Tho, anh chị di chuyển về khoảng 9,4 km. Từ bến xe miền Tây, anh chị di chuyển về là 64 km nha. Đất mình vuông dứt luôn nha anh chị. Nó không có bị tớp hậu gì hết anh chị. Nó ngang là 34, phía sau đuôi cũng là 34, hai cạnh là 30m. Đất mình tổng diện tích là 1.000m² nha anh chị. Rất là đẹp luôn ha. Ở đây là không gian ở phía sau đuôi thửa đất mình nha anh chị. Diện tích mình tính từ ngay chỗ vị trí ngay chỗ mí mương này nè anh chị, nó đổ dài qua bên kia là 34m nha anh chị. Bên em thì cũng có nhận ký gửi mua bán nhà đất và thiết kế xây dựng công trình hỗ trợ cho anh chị sang lắp mặt bằng xây nhà vườn lên thổ cư. Nếu anh chị có nhu cầu, bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ cho anh chị cô chú đủ điều kiện luôn nha. Đó, gia chủ thì trồng rất là nhiều cây ăn trái nè anh chị. Đó, như là bưởi da xanh, mít, sabuche. Đó, cây ăn trái thì em thấy rất là nhiều luôn. Đất thì cao gáo bằng phẳng theo mặt lộ nha anh chị. Đất của mình là đất liền luôn. Xung quanh thì không có màu mã nha anh chị. Khu vực này thì điện nước, wifi thì có đầy đủ hết luôn. Về đây thì anh chị mình cất một ngôi nhà. Cuối tuần anh chị mình về đây để nghỉ dưỡng. Em thấy cũng rất là phù hợp nha anh chị. Vị trí thì rất là đẹp luôn. Ở đây là cà na nè anh chị, dừa, bưởi, cam. Ở phía sau thì mình cũng có một cái hàng dừa nữa nha anh chị. Ở phía sau thì mình có motor nè anh chị, để mình tưới những cây ăn trái nha anh chị. Điện thì gia chủ đã vô sẵn rồi. Đó, anh chị mình yên tâm ha. Vậy thì anh chị mình bật cầu dao lên là hệ thống bếp quay sẽ tự động quay luôn.
Mình tới ngay chỗ vị trí gốc dừa này nè anh chị, đó là hết ranh giới của mình. Em cũng mong cô chú và anh chị xem hết video để anh chị nắm chi tiết về thửa đất vườn này hơn, để anh chị ở xa về đây thì cũng không mất thời gian ha. Đất mình từ vị trí ngay chỗ trụ điện đó anh chị, mình thẳng xuống ngay chỗ bên đây là 30m ha. Và cạnh bìa dưới thì mình được 34m. Đất mình là vuông vức luôn, rất là đẹp nha anh chị. Mọi ý kiến thắc mắc anh chị cứ để lại bình luận bên dưới. Bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ trực tiếp trả lời bình luận cho anh chị. Hoặc anh chị kết bạn Zalo nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang, bên em sẽ gửi sổ thông tin vị trí thửa đất trên Google Maps để anh chị trực tiếp xem trên vệ tinh. Anh chị về đây thì cũng không mất thời gian ha. Cuối video em cũng xin chân thành cảm ơn quý anh chị đã dành chút ít thời gian xem video của em. Nhớ ủng hộ em một lượt like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ sẽ là động lực giúp cho kênh của em ngày càng phát triển hơn. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Hẹn gặp lại quý anh chị ở những phần video tiếp theo nha.